hai trong bốn đối tượng cướp tiệm vàng ở Bình Dương xa lưới. Công an truy tìm ba đối tượng cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ vừa rút tiền ngân hàng. Lại thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, ít nhất hai người tử vong. Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, nổ là người nhà lãnh đạo Bộ Công an bị phạt kịch khung. Lệnh gáy với lời khai của nghi can sát hại vợ cũ dã man ở Bình Phước. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự mới nhất được cập nhật trong chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Thưa quý vị, sau một tuần gây án, hai trong số 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cấp tiệm vàng ở Bình Dương đã xa lưới. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang tạm giữ một đối tượng giúp sức tiêu thụ tăng vật. Đáng chú ý, bốn kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp cũng là thành viên của nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ cướp tiệm vàng bích quý tại huyện Bào Bàng. Trong đó có hai người trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng và một người giúp sức tiêu thụ số vàng bị cướp. Bước đầu, các nghi phạm bị bắt giữ khai, tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội và cùng nhau bàn bạc đi cướp tiệm vàng. Cụ thể, Đối tượng Nguyễn Linh Đoan, 30 tuổi, quê ở Quảng Nam, bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trần Quang Thiệu, 31 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, là đồng phạm cướp tiệm vàng sau khi lẩn trốn đã tới cơ quan công an đầu thú. Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, là người giúp sức cho đoan tiêu thụ số vàng cướp được cũng bị bắt giữ. Theo cơ quan công an, ba người bị bắt giữ đã giao nộp số lượng lớn tăng vật chiếm đoạt được từ vụ cướp tiệm vàng. Công an đã xác định danh tính hai người còn lại trong số 4 người trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng và tiếp tục truy bắt. Cơ quan công an yêu cầu hai người này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, tại tiệm vàng trên địa bàn khu phố Bào Lòng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng rất manh động và liều lĩnh. Nhóm bốn đối tượng gồm ba nam một nữ đã sử dụng hai mô tô đi đến tiệm vàng mang theo vật giống súng. Đối tượng đã sử dụng hung khí, đập bể kính tủ chứa các sợi dây chuyền vàng, sau đó cướp đi số lượng lớn nữ trang, bỏ vào ba lô và tàu thoát theo hướng quốc lộ 13. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm vàng chỉ có một người bán hàng. Nhận được tin báo, công an huyện Bầu Bàng đã nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng để điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng liên quan và tăng vật vụ cướp. Theo chủ tiệm vàng, ước tính số tài sản bị bọn cướp lấy đi có trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 3, tại Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Theo đó, một người phụ nữ đi rút số tiền 1 tỷ đồng từ ngân hàng. Khi về đến nhà, vừa bước xuống ô tô thì bị ba đối tượng áp sát, cướp giật túi sách chứa toàn bộ số tiền. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương vào cuộc truy tìm các nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm 3 nghi phạm cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8 tháng 3, một phụ nữ tới ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng. Toàn bộ tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Nạn nhân để trong túi sách rồi lên ô tô trở về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, giật túi sách có 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Qua xác minh ban đầu, từ trích xuất camera cho thấy, trước đó có một nam thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm con mồi, sau đó báo cho hai đồng phạm bên ngoài. Thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng bám theo thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Đặc điểm của ba đối tượng cần truy tìm bao gồm Hai đối tượng là nam giới đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh đậm, biển kiểm soát 29X5 12932 là biển kiểm soát giả. Một đối tượng là nam giới đeo kính gọng đen đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đậm, biển kiểm soát 33M6 7321 cũng là biển kiểm soát giả. Công an thông báo ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm như trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 069 262 1236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng số điện thoại 0975 125 335 để phối hợp giải quyết theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, tối ngày 10 tháng 3, trên cao tốc Cam lộ La Sơn lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo báo cáo sơ bộ ban đầu, có ít nhất 2 người tử vong và 7 người bị thương trong vụ tai nạn này. Tối ngày 10 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe khách đã xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 40 phút. Lúc này, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông, điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 51B-26149, chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên đã va quẹt với ô tô tải mang biển kiểm soát 75C 01691 do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang dừng bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người, một nam một nữ tử vong. 7 người trên xe khách bị thương và được trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 một một tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Liên quan đến vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây ra vụ va chạm trên phố Trần Cung, Hà Nội rồi tự nhận mình là người nhà lãnh đạo Bộ Công an gây xôn xao dư luận những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt mức kịch khung với nữ tài xế này. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với tài xế LHT, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, là lao động tự do, là người gây ra vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung vào tối ngày 5 tháng 3, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã đề xuất xử phạt hành chính tài xế LHT về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo điểm A khoản 10, điều 5, Nghị định số 100 năm 2019, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 năm 2021 NDCP, với mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đồng thời, tiếp tục làm rõ nguyên nhân và hành vi vi phạm của chị LHT trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Trần Cung vào tối ngày 5 tháng 3 để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, chị LHT điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30H 11XX di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, cầu giấy, xe ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến nay, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra va chạm, chị LHT có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên một lít. Người điều khiển xe máy là anh NVA, chú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, không có nồng độ cồn. Cả hai đều âm tính với chất ma túy. Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an. Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an. Hiện công an cũng đang xác minh, xử lý một số thông tin đăng sai sự thật trên mạng xã hội về nữ tài xế này. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác về tình hình trật tự an toàn giao thông, mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 10 tháng 3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã mời tài xế ô tô con đi ngược chiều tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lên lập biên bản xử phạt. Trước đó, thông qua hình ảnh phản ánh của quần chúng nhân dân, ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát 29H906XX đi ngược chiều tại đường Minh Khai, đoạn qua khu đô thị Tham City. Cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh, cảnh sát xác định tài xế điều khiển phương tiện là PDM, sinh năm 1988, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã mời tài xế này đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây, tài xế M thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt tài xế PDM với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Tương ứng với hành vi vi phạm này, Tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng theo quy định. Ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Tánh Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi tạm giữ xe vi phạm của Công an huyện này. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, Kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của công an huyện Tánh Linh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện cháy, công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy. Đồng thời, công an huyện báo cáo công an tỉnh để điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đức Linh cách hơn 10 km đến hiện trường. Tiếp đó huy động thêm phương tiện của đội chữa cháy trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định, khoảng 200 xe mô tô là tăng vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra và làm rõ. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3, Tại ngã ba đường Nguyễn Huệ Trần Nguyên Hãn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Cụ thể, ô tô mang biển kiểm soát 24A 121XX của tài xế TSS sinh năm 1991, trú tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai đã va chạm với xe máy do chị NTH sinh năm 1983, trú tại thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai điều khiển chở theo cháu LKH sinh năm 2011. Vụ va chạm khiến chị Hát ngã ra đường và bị ô tô mang biển số 21B 001XX do anh DND sinh năm 1989, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái điều khiển chèn qua người. Chị Hát đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Tuy nhiên, theo hình ảnh từ camera hành trình của xe đi phía sau, khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 24A 121XX đã mở cửa xe và va chạm với xe máy của chị Hát khiến chị ngã ra đường. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc thành phố Lào Cai đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê ở Tiền Giang, là nghi can trong vụ sát hại dã man một phụ nữ vào chiều ngày 9 tháng 3 tại thị xã Trơn Thành. Tại cơ quan công an Nguyễn Đức Thiện Tâm khai, anh ta và chị PTKH, sinh năm 1978, quê ở Đồng Tháp, trước đây là vợ chồng. Sau khi ly hôn, Tâm đã đến huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, còn chị Hát sống cùng hai con tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thời gian gần đây, Tâm và chị Hát liên lạc với nhau nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Đầu giờ chiều ngày 9 tháng 3, Tâm chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước gặp vợ cũ. Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị dao ngắn và dao dựa dài. Tới nơi, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Tâm dùng dao tấn công chị Hát. Khi thấy có người tới can ngăn, Tâm tiếp tục lấy dao dựa tấn công liên tiếp vào người vợ cũ. Sau khi gây án, Tâm đã đến trụ sở công an phường Hưng Long đầu thú, còn chị Hát tử vong tại hiện trường. Thưa quý vị, dự kiến ngày 11 tháng 3, phiên tòa phúc thẩm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, phiên xử này đã bất ngờ bị hoãn. Dự kiến ngày 11 tháng 3, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, và Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm thực hiện. Dù đã trích xuất bà Nguyễn Phương Hằng về trại giam Chí Hòa để phục vụ cho phiên xét xử, nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn do ba bị cáo có đơn xin hoãn. Trước đó tại phiên sơ thẩm, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, ông Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, các đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù. Cho rằng mức án quá cao, các bị cáo Quân, Tân, Nhi và Hà đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Nhi cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Bà Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok để thực hiện các buổi live stream. Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 10 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Viu Anh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng đã nằm mơ tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Quá trình mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm Đặng Anh Quân cùng ba người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Theo kết quả điều tra, Bị cáo Đặng Anh Quân là khách mời trong 11 buổi livestream giai đoạn tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Ông Quân có những phát ngôn tương tác qua lại với bà Hằng, trong đó có nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, từ cuối tháng 4 năm 2021, bà Hằng đã chỉ đạo Nhi lập các tài khoản TikTok, fanpage để livestream, thông báo lịch phát sóng, đăng tải bài viết theo yêu cầu. Còn Lê Thị Thu Hà đã tham gia hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hoạt động live stream từ tháng 3 năm 2021 qua mạng xã hội TikTok, thực hiện sắp xếp góc máy quay, sân khấu khi bà Hằng live stream. Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hà lập fanpage Hà Ly để thông báo lịch live stream, đăng tải các video theo yêu cầu của bà. Về Huỳnh Công Tân, cơ quan điều tra xác định được bà Hằng chỉ đạo thực hiện các buổi live stream trên nhiều kênh YouTube. Tân tham gia dẫn chương trình, đọc các bình luận trong các buổi live stream của bà Hằng. Một phiên tòa nữa cũng vừa được thông báo hoãn phiên xử phúc thẩm. Đó chính là vụ cựu quân nhân Tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận. Trước đó, Toán Quân sự Quân khu 5 dự kiến mở phiên phúc thẩm vụ án vào ngày 12 tháng 3. Chiều ngày 10 tháng 3, ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận cho biết... Gia đình vừa nhận được thông báo của tòa án quân sự quân khu 5 về việc hoãn phiên tòa phúc thẩm xử Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, cựu thiếu tá quân đội, bị truy tố về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lý do hoãn mà phía tòa phúc thẩm đưa ra là đại diện viện kiểm sát quân sự quân khu 5 bận công tác đột xuất, không tham dự phiên tòa được. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau. Trước đó, gia đình bị hại nhận được thông báo rằng phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh sẽ được tiến hành vào ngày 12 tháng 3 tại Đà Nẵng. Vụ án quân nhân tông tử vong nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Ninh Thuận đã được tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính gian đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Quân sự khu vực 2, quân khu 5. Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng, gia đình ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính gian đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm gian đe phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Đơn kháng cáo nêu, sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án, khai báo gian dối, đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, là chú của Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, là vợ của Minh bố của nạn nhân đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không Không quân. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận. Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Trong đơn kháng cáo, ông Hùng viết rõ, trong quá trình điều tra, truy tố, ông đã kiến nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội, khai báo gian dối và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét. Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô 7 chỗ, chở nhiều người trong gia đình, trong đó có Phạm Văn Võ 50 tuổi là chú của Minh và Huỳnh Thị Kim Hằng 30 tuổi là vợ của Minh trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm. Ô tô sau đó đã tông xe máy của em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện, tử vong tại chỗ. Làm việc với cơ quan công an, Võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn. Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối. Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng, để xảy ra va chạm với xe máy của Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Còn Võ và Hằng biết rõ Minh là người lái nhưng đã khai báo gian dối. Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Minh đến công an thành phố Phan Giang Tháp Tràm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố bắt tạm giam Minh. 3 tháng sau, cơ quan này khởi tố Hằng và Võ cho tại ngoại. Liên quan đến vụ việc, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!